Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang chất lượng cao cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm giúp bảo vệ các nhân viên y tế. Bên cạnh đó, UNDP cũng đang giúp Bộ Y tế trong việc mua sắm các thiết bị bảo hộ cá nhân và các vật tư y tế khác, nhằm hỗ trợ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngoài ra, UNDP cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng và xây dựng khả năng chống chịu và đối phó với khủng hoảng.